Rồi chào mấy anh em. Thì hôm nay nói chung là cũng rảnh rỗi quay clip. Nói chung là cũng quay clip cho anh em tham khảo, chia sẻ ha, chia sẻ anh em về cách nuôi chim cua gáy sinh sản. Thì mình sẽ cũng chia sẻ cho mấy anh em luôn, thì rút ra từ kinh nghiệm, có gì chia sẻ cho anh em. Anh em thấy hay thì theo đăng ký theo dõi kênh, rồi ủng hộ các sản phẩm phụ kiện cua gáy bên mình. Đó, thì ở đây thì mình đây là một cái chuồng nuôi của mình. Thì tùy theo anh em, thì theo anh em phải có điều để điều kiện nuôi ha. Anh em nuôi thì mỗi người có một cách nuôi khác nhau, nuôi để nó đạt, nó đẻ nó đạt này mọi thứ thì nó mới là một cái chuyện quan trọng anh em. Đó. Thì mình sẽ quay ở đây thì hiện tại mình đang 50 chuồng chim cua gáy sinh sản hầu như đẻ hết. Thì mình sẽ quay một cái chuồng mình nuôi, đây là một cái chuồng nuôi của mình, thì mình sẽ quay một cái để anh em tham khảo. Thì anh em có thể thứ nhất là tham khảo thì mô hình nuôi, thì anh em nào nuôi được thì đẻ thì mình mừng, thì mình cũng chúc mừng cho anh em đó ha. Thì ở đây thứ nhất cái chuồng thứ nhất là phải rộng ha anh em, phải rộng. Cái chuồng này đang 1 mét, mình mua 2 cái lồng mình ghép lại nè. Ngày xưa là mình làm ghép chỉ 1 cái lồng thôi, nhưng mà thực sự là nó đẻ, là nó thời gian đầu thì đẻ vài cặp thì được, thì đẻ nhiều quá thì thời gian sau đẻ nó sẽ không đạt nữa anh em, nó không đạt. Thứ nhất là trứng không có trứng, nó không có trống, hoặc là nó không có đạt. Thì có khi có một con, nhiều khi đẻ nhiều quá thì cái đẻ thời gian sau là nó sẽ không có trống luôn đó. Thì như cây như thế này, thứ nhất là mình chia sẻ cái chuồng ha. Chuồng thì mình làm ở đây, mình làm anh em ví dụ em không có điều kiện thì thôi anh em ra mua 2 cái chuồng, thì ở ngoài chợ nó bán một cái vậy thì khoảng 115-30 ngàn một cái. Anh em mua 2 cái thì anh em đầu anh em gáp lại đó. Thì ví dụ như anh em nuôi mô nhiều quá thì anh em làm nước tự động, còn không thì anh em cho nước. Ví dụ anh em nuôi 1-2 cặp á thì anh em cho nước bình, mình cho nước chăm hàng cho một tuần vậy đó ha. Thì đó, thì cách thức là vậy. Còn mình ở đây là do mình nuôi nhiều, số lượng nhiều, cặp nhiều thì mình phải có cái, mình phải đưa cho máng tự động. Đây chú uống máng tự động, máng này mình mua ngoài tiệm, nó cho gà này nọ ăn đó, uống đó, bù câu đó, thì mình sẽ cho uống máng tự động. Xong mình bỏ vô cái thùng lớn để cho nó chạy, chứ mình không có thời gian, tại vì nhiều quá mình không thể nào mình chăm sóc hết. Cái thứ nhất là nước, nước bắt buộc là anh em không thể nào để thiếu nước được ha. Thiếu nước là nó con chim rất là bị khô khan, ví dụ thiếu nước một ngày là con chim nó rất ảnh hưởng đó. Thì như thế này đây, thứ nhất là cái chuồng thì ở đây. Rồi cái thí dụ như anh em nè, ở đây thì mình căng lưới. Như căng lưới để làm gì? Thì thứ nhất là mình căng lưới để mình hai để mình ép con trống con mái với nhau. Khi nào mình để 2 cây nè, thấy không, hai cây đứng thì mình để gần nhau đó. Ở đây 1 cây, bên đó 1 cây thì nó sẽ gần nhau, nó dễ bắt cặp. Ví dụ mà anh em để ở đây khoảng 1 tuần 2 tuần, anh em thấy nó ló đầu lại thì thấy bắt cặp á, thì là nó ok á. Anh em thả vô, ví dụ thả vô trong vòng 1 ngày, nếu không được là nó đá là 1 ngày, anh em phải bắt ra liền. Rồi nó đá chết con mái, anh em nó đá chết con mái luôn đó, đá hư con mái luôn. Đá là con mái nó sẽ không đẻ luôn ha. Đó là gì, cái đó là chuồng. Rồi anh em cứ mình cái vách ngăn này mình đừng có bao giờ mình làm nó chắc chắn khi tháo ra thấy vô nó khó. Tại vì nuôi chim cua gáy sinh sản này mình bắt buộc mình phải kéo lên kéo xuống. Có cua malai, nhất là cua lai, mình phải kéo lên kéo xuống. Và mình ghép nó nhiều lần, có thể mình sẽ đổi cặp, nó sẽ để lấy giống thì mình sẽ cái ngăn này là mình sẽ làm một bằng cái lưới vậy đó. Anh em nhớ là đừng làm lưới nhỏ nha, lưới nhỏ nó sẽ lưới, khi mà cái lưới nhỏ sẽ bị quấn nha. Gọi là cái lưới mình lưới làm lú mà nè, lưới này rất là bự ha, lưới này rất là bự ha đó.
cái thứ hai nữa là cái chuồng. Thì cái chuồng mình khi mình ngăn ra mình phải chừa, ví dụ như chừa ví dụ anh em mua như nuôi nhiều chừa một cái lỗ đó để làm chi, để kích con trống. Nhiều khi con trống này chúng kia nó qua nó rụ nhau để kích cho độ nó sung á, nó sung thì nó sẽ đạp má nhiều ha, đạp má nhiều đó. Còn nhưng mà mình phải che khuất, có nghĩa là mình đừng bao giờ để trống để mà nó rụ nó ấy hoài, thì nó sẽ lờn chim ha, nó sẽ ít ấy, thì mình sẽ làm đó. Hoặc là mình sẽ chừa một cái lỗ nhỏ để khi mình kéo ra kéo vô, mình rảnh kéo ra kéo vô để cho nó gù này nọ, cho nó kích cái trống ha. Đó. Rồi ở dưới đây cái này mất cái thành phần là quan trọng nè đó. Thì khi anh em ép anh em ấy vô cho bắt cặp xong rồi, quan trọng là bây giờ nó đạp hay không nữa, anh em phải để ý xem nó đạp hay không ha. Dạy nuôi nè, thành phần ăn thì nuôi rất là phải là quan trọng, nó là cũng rất quan trọng ha. Thì anh em nuôi phải hạ thổ, thứ nhất phải hạ thổ có đất ha. Ở đây thì thường sẽ có đất để cho nó ăn là chất quan trọng ha, cũng là trong những quốc chất quan trọng. Thứ nhất thức ăn của nó là đất nè, rồi khoáng. Thì khoáng bên mình có bán khoáng cô gái đẻ nè, khoáng này làm từ 26 thành phần thì nó ăn nó đẻ rất là say, rất là ok. Rồi nào là bắp thì anh em có thể mua bắp ha, mua bắp thì mua bắp để cho nó ăn, bắp khô cũng được. Rồi thức ăn gà con rồi gạo lứt thì anh em biết mua thức ăn gà con. Thứ nhất thức ăn gà con thì đây này, để mình cho anh em xem thức ăn gà con. Nếu mà đủ độ á, là anh em phải chọn thức ăn gà con là độ đạm từ 20 trở lên nha anh em, là thức ăn đó là nó mắc tiền hơn các cái thức ăn khác đó. Thức ăn từ độ đạm 20 trở lên thì sẽ mắc hơn tiền hơn thức ăn khác anh em. Anh em thấy ra tại vì nó bán rất là nhiều thức ăn gà con, nhưng mà anh em nói là phải từ 20 trở lên, thức ăn độ đạm từ 20 trở lên cho nè thì nó mới đủ. Đây cho anh em coi nè, cái bao này thức ăn của mình nè. Bây giờ thức ăn gà con anh em cứ đừng có xem một cái hãng nào, đừng có xem lựa cái hãng như mình chỉ, mà anh em cứ ra ngoài hỏi thức ăn gà con nè. Độ đạm thô nè 22% đúng không, đó là đúng chuẩn. Có những cái công ty làm chỉ 20 à, mình 22 là ok ha, lấy 22 cho lên ha. Đó nhất đó thức ăn đó, rồi đó thức ăn đó. Rồi ở trong đây thì anh em, thứ nhất là anh em muốn nó sinh sản tốt, thứ nhất là chim nó phải mát ha. Anh em có thể cho ăn nè đậu xanh, anh em có thể bỏ đậu xanh vô nè. Rồi cây này là cây cỏ mực nè, thấy không, mình trồng ở đây luôn, thấy không, mình trồng ở đây luôn nè. Nó ăn cái trái cỏ mực này rất tốt, cỏ mực với cây cơm thảo đất này rất là mát nè, thấy không, nó có trái nên nó ăn rất là nhiều đó. Rồi nó thêm nó ăn thành phần đất cát. Như anh em, cái điều quan trọng là anh em phải hạ thổ, anh em phải hạ thổ phải nuôi dưới đất. Ví dụ như cái lồng này mình thấy không, anh em thấy ở dưới đây lồng, nhưng mình ở đây mình cũng vẫn bỏ đất vô, thấy không, bỏ đất đầy đủ cho anh nó ăn, thấy không, đó bỏ đất đầy đủ để cho nó ăn, thấy không. Thì khả năng đạt để đẻ đạt rất là cao, và nó đẻ rất là nhiều đó, chim nó đẻ rất là nhiều đó. Nó đạp rồi cũng rất là ok hai anh em đó. Thì đó là cái thức để mình nuôi. Ví dụ như cái đây nè, ví dụ anh em xem nè, cái thức ăn độ đạm cao á, thường thường thức ăn gà con độ đạm cao á thì anh em để ra gió, nhưng mà trời lạnh dần ngày là nó hết rồi, là nó sẽ mốc. Do đó anh em á là bỏ vô, anh em chỉ cần bỏ một ít thôi, ví dụ bỏ có 2 ngày ăn đủ 2 ngày hết bỏ tiếp, đừng có bỏ một cống nhiều quá, đừng có làm biến bỏ nhiều một cống quá là nó hư, bữa sau nó hư ha. Với cái thứ ba nữa là lúa đây, thì lúa anh em không cần bỏ nhiều, lúa anh em bỏ cho đủ ăn thôi, để nó, hoặc là vừa ăn cho nó hết để cho nó ăn cái khác. Con ăn lúa không thì nó không có đủ chất ha, không có đủ chất đó. Thì khi anh em, ví dụ anh em nuôi thì anh em phải theo dõi, thứ nhất ví dụ nè, mình phải theo dõi, ví dụ như mình nè, đây nè, con này là đẻ đạp, mình ghi lại, cả mình ghi lại nó đẻ đạp ok,
ví dụ như đẻ một lứa hai lứa đầu, nếu trường hợp trứng không ok là mình phải coi mình xử lý lại liền đó, mình sẽ coi mình xử lý lại, nó là một là thiếu chất hay nó không đạt đó, chứ không ấy bỏ. Thì trứng của con chim này ví dụ như nó nở, anh em coi ví dụ như nó đạp nó ấp, ví dụ như thời gian nè anh em, nó không phải đẻ một lần một nha, ví dụ nó đẻ bữa nay một đẻ một trứng, 2-3 ngày sau đẻ thêm trứng nữa là chuyện bình thường. Khi nào đất bắt đầu vô ấp, anh em thấy vô ấp ha, khi mà nó vô ấp, nó ấp mà anh em coi nó ấp, ví dụ như nó ấp khoảng 3-4 ngày là nó sẽ có trống đó, nó có trống hay không là anh em sẽ coi được, nếu nó coi không được thì anh em bắt đầu bỏ và ấy bỏ. Thì cái cách coi đó cũng dễ lắm, bữa nào mình sẽ chỉ cho anh em xem, có nghĩa là mình lấy cái đèn pin mình gọi vô cái trứng, thì ở trong đó sẽ, nếu như trường hợp nó có trống sẽ có lần máu chạy chạy, thì khi nào nó không có trứng trống thì anh bắt đầu mình bỏ ra bắt đầu là đừng cho nắp nữa, để mình làm lại cái một khác ha. Đó thì nó là như thế đó. Thì còn anh em hỏi để anh em canh, ví dụ như mình canh, ví dụ mình canh, ví dụ như cái con đó nó đẻ nắp, khi nắp ha thì nó ra, thì ví dụ thời gian thì thường thường là khoảng 8, từ 8 giờ đến 5 giờ chiều thường thường là con trống nó sẽ ấp nhiều hơn ha. Còn thời gian đó là thời gian từ tối giờ đó là con mái sẽ ấp, hoặc là hai con ấp ha. Đó, hai con ấp thì khi đó anh em sẽ mà ấy ha, khi đó thì anh em sẽ ấy sẽ coi ha. Thì nếu trường hợp mà nó ra phần nửa ngày, nếu mà nó ra nửa ngày thì anh em sẽ là phải kiếm con khác, con pháp con gì ấp nha, thì nó bỏ nửa ngày là hư cái trứng anh em. Khi nắp rồi á, nó bỏ ra khoảng nửa ngày hư trứng đó, nó lạnh nó hư hay chết con đó. Đó là kinh nghiệm mình chia sẻ cho mấy anh em ha anh em. Nói chung là đây là mình hồi xưa hỏi người ta không có nói đâu, bản thân người ta không nói và hỏi không cũng biết không biết đường hỏi, thành ra mình ép ở đây rồi mình có kinh nghiệm, mình xin mà hướng dẫn mấy anh em, thì chia sẻ cho mấy anh em để anh em nào có điều kiện anh em mua nhập cua về đó mà anh em để nuôi, anh em ghép đẻ thì đỡ tốn tiền hơn, chứ còn anh em nhập nhiều con một cặp gì đó thì cũng mấy chục triệu. Thành ra những cua mình đẻ mình ép mình nhập đây cũng tầm một cặp mấy chục triệu, ví dụ anh em có điều kiện anh em mua được, đam mê mà có điều kiện thì kinh doanh hoặc là mua được đó. Còn ví dụ như anh em không có thì sao, không có điều kiện thì mua nó số tiền đó, nhiều anh em ta đam mê nhưng mà kinh tế không có thì nó lại đâu có thể phục vụ đam mê được ấy được đó. Đó là kinh nghiệm mình chia sẻ thực tế thật lòng, thì anh em thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, chung mình thì mình làm những clip để chia sẻ cho anh em ha. Rồi xin chào mấy anh em ha.